Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay trong khuôn khổ video này em vừa về một chiếc Toyota Cross phiên bản hybrid màu trắng ngọc trai. Thì như anh chị thấy kia xe lồng vẫn đang xuống thêm xe. Thì trong thời điểm tháng 4, tháng 5 này thì em xin phép là giới thiệu cho anh chị về cái tình hình xe Toyota Cross và cái cập nhật anh chị cái giá xe cũng như là tính cho anh chị một vài phương án để anh chị tính ấy. Đầu tiên thì em xin phép là giới thiệu về cái giá xe và các phiên bản. Hiện tại thì là thời điểm tháng 4 này thì sẽ giá xe Cross được phân phối ở thị trường Việt Nam nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan với 3 phiên bản là 1.8G, 1.8V và 1.8HV là phiên bản sang điện. Giá niêm yết của từng phiên bản trong thời điểm tháng 4 này đối với bản 1.8G thì sẽ là 730 triệu. 1.8V sẽ là 830 triệu. Và 1.8HV là phiên bản sang điện trước mắt chúng ta đây thì sẽ có giá niêm yết là 920. Tuy nhiên là sang thời điểm tháng 5 thì các dòng xe của Toyota sẽ đồng loạt tăng giá 16 triệu cho cái xe Cross này từ phiên bản. Có nghĩa là phiên bản xăng tiêu chuẩn 1.8G sẽ có giá niêm yết là 746 triệu. Phiên bản xăng cao cấp 1.8V sẽ là 846 triệu mà phiên bản 1.8HV này sẽ có giá là 936 triệu. Vâng, và hiện tại thời điểm tháng 4 này thì em cũng còn một vài xe lấy được giá cũ cho anh chị tùy màu tùy phiên bản. Nếu anh chị nào mà có nhu cầu lấy xe trong tháng 4, tháng 5 thì báo sớm giúp em sẽ làm hợp đồng giữ giá cho anh chị thì nó sẽ hợp lý hơn. Còn nếu mà những cái dòng xe nào hết rồi thì nếu mà không tìm được xe nữa thì em sẽ đặt tháng 5 cho anh chị giá tốt, làm sao nó phù hợp nhất với cái tình hình tài chính. Thì anh chị cứ báo sớm giúp em để em tìm xem còn cái xe giá cũ hay không thì em sẽ làm hợp đồng và giữ xe cho anh chị. Ngoài ra thì trong cái thị trường xe hiện tại thì các dòng xe nó đang đều thiếu, và trong cái thời điểm mà thiếu chip từ đầu năm ấy, chắc anh chị nếu mà cũng quan sát về cái tình hình xe thì cũng có thể nắm được. Còn xe Toyota Cross thì hiện tại thì bên em đang nếu mà tính cho anh chị lăn bánh ở tỉnh, em sẽ tính ví dụ phiên bản bên em bán chạy nhất là phiên bản 1.8V có giá niêm yết hiện tại là 830, thì giá xe là 830 triệu cộng giúp em là 83 triệu tiền thuế cho những anh chị nào ở tỉnh có thuế trước bạ là 10%, cộng với cả chi phí đăng ký vào nữa thì sẽ lên quanh tầm 901.20 triệu là có thể lăn bánh xe ra ngoài đường. Thì nó tương tự như là các cái dòng xe khác, thì cái xe này thì nếu anh chị trả góp thì chỉ cần bỏ ra số tiền ban đầu rơi khoảng tầm 180 triệu là có thể mang xe về rồi. Đặc biệt là cái thời điểm giá xăng không ổn định như hiện tại thì cái phiên bản hybrid này thì được quan tâm khá nhiều, nên là bởi vì là cái mức tiêu thụ nhiên liệu nó chỉ có 4,62 lít trên 100 cây được hỗn hợp, nó tiết kiệm gần một nửa số xăng so với cái phiên bản khác, nên là mọi khách hàng quan tâm nhiều hơn đến bản xăng điện. Và trong khuôn khổ view nhanh như này thì em sẽ phép là giới thiệu cho anh chị sơ bộ cái thông tin xe về giá xe, thị trường xe của tháng 4, tháng 5 cho xe Cross. Nên anh chị cần em hỗ trợ thông tin gì khác về xe của Toyota thì có thể liên hệ giúp em qua số online hẹn ở trên màn hình. Xin hẹn anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.